Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay và chúng ta chỉ còn một buổi nữa để ôn tập, có thể học thêm hai tiết, rồi hai tiết kỳ sau thì chúng ta ôn tập để rồi qua Phật đản chúng ta mới thi. Như vậy thì chúng ta có nhiều thời gian để học bài, nhiều thời gian để đọc kinh ha. Chiều hôm nay theo dự kiến thì học cái chuyên đề nhận thức luận Phật giáo, nhưng bữa giờ số hoàng nhiều Phật sự quá, cái hình chưa có soạn bài chưa kỹ lưỡng, muốn soạn một cái chuyên đề thì nó cũng mất thời gian. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta học lại về bài kinh mà đã được nghe giới thiệu qua rồi, nhưng mà chúng ta học chưa kỹ. Tức mấy bài kinh trong cái nhóm ngoại đạo, để quý vị được cái dịp học lại cho kỹ hơn. Hôm trước thì học cái chuyên đề thì học những phần liên hệ đến ngoại đạo, còn những phần nó Đức Phật giảng cho ngoại đạo thì chúng ta cũng chưa có cái dịp học hết. Cho nên hôm nay chúng ta học lại mấy bài. Cái bài, một trong những cái bài mà nó dễ, nó có ấn tượng mà cũng dễ nhớ, đó là kinh Hạnh Con Chó số 57. Cho nên hôm nay chúng ta học bài này trước. Bài này dễ học lắm, đọc qua một lần nhớ, nhưng mà nếu không đọc qua thì không bao giờ nhớ. Cho nên nếu mà cái vốn quý vị mà học hết cái kinh Trung Bộ này á, là suy nghĩ rằng là quý vị cũng nhớ được một nửa. Nếu mà đọc cho chậm rãi, đọc qua một lần thì nhớ được 1/3 đến một nửa. Nó cũng có được, nó giúp cho quý vị có một cái vốn sống rất là phong phú. Suy nghĩ vậy. Mà giúp cho quý vị có một cái nhìn tổng quát về cuộc đời Đức Phật, giúp cho quý vị có một cái nhìn tổng quát về bối cảnh xã hội Ấn Độ, cũng giúp cho quý vị có một cái nhìn tổng quát về giáo pháp Phật. Rất là hay, theo sư thấy rằng rất là hay. Đức Phật tùy theo căn cơ giảng dạy giáo pháp, tùy theo đối tượng giảng dạy giáo pháp, chứ không phải như cái thời mà ngũ thời phán giáo của ngài Trí Giả Đại Sư chia ra Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên, cộng lại thành 49 năm chia thành năm thời như thế thì sư thấy nó không có phù hợp rồi. Nhưng mà cái nói đi rồi nói lại, cái thời đó Phật pháp nó rối ren quá, cho nên ngài Trí Giả Đại Sư ít ra cũng có công là hệ thống hóa theo cách nhìn của ngài, nhưng mà cách chia như thế thì nó không có phù hợp với lịch sử Đức Phật. Nếu chúng ta học kinh Phật cho kỹ lưỡng rồi thì chúng ta sẽ chắc lọc được những cái gì mà chư tổ đã nỗ lực làm, nó đóng góp vượt thời gian, có giá trị vượt thời gian, có những điều nó cũng có giá trị nhất định thôi, chứ không có nhất định cái gì có giá trị vượt thời gian. Cho nên nếu quý vị đọc kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ương, Tương Chi, quý vị thấy không, Đức Phật tùy vào đối tượng, mỗi ngày gặp đối tượng nào Đức Phật giảng đối tượng đó. Gặp Bà La Môn Đức Phật nói Bà La Môn, gặp vua chúa Đức Phật nói vua chúa, gặp trưởng giả Đức Phật nói trưởng giả,
gặp đối vượng tu sĩ. Đức Phật cái tu sĩ nhiều hạng khác nhau, nhiều căn tánh khác nhau. Đức Phật giảng nhiều bài pháp khác nhau, không có bài nào giống bài nào. Dĩ nhiên nó cũng có thể là nó cũng có những cái căn bản, cũng giới, cũng định, cũng tuệ. Nhưng mà giới như thế nào tùy theo đối tượng, định như thế nào tùy theo đối tượng. Định nó cũng có là thiền chỉ hay là thiền quán đó, thiền quán tức là tuệ đó. Rồi hoặc là những pháp nhận thức, những pháp liên hệ cuộc sống v.v. Thôi thì không mất thời gian, đi thẳng vào bài kinh số 57, kinh hành quân chó, để rồi chúng ta cũng tự rút ra chúng ta sống như thế nào thì biết rằng là cái cõi thú tái sinh của chúng ta tương ứng như thế. Mục tiêu cái thông điệp, cái thông điệp mà Đức Phật chúng ta học bài kinh này là như vậy. Chúng ta tự xét lại mình, hiện giờ chúng ta sống ra sao, để rồi chúng ta biết được cái tương lai, cái cảnh giới chúng ta tái sinh, chúng ta đi về đâu. Không cần phải băn khoăn rồi hỏi sau khi chết không biết con đi về đâu. Tự quán chiếu lại là biết mình sẽ như thế nào trong tương lai. Kinh 57, số 57 kinh hành con chó. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya Halidavasana. Thưa quý vị, Koliya là một cái đất nước mà thuộc quê của hoàng hậu Maya đó thưa quý vị. Cho nên khi mà bà tới kỳ sinh nở, bà đi về là về quê Koliya. Cho nên Koliya với Kapilavastu là giống như hai anh em vậy. Nhưng mà rồi đã từng là tranh nhau vì một cái dòng nước thôi thưa quý vị. Ngày xưa nước nó cũng khó khăn, nó chưa được dẫn thủy nhập điền rồi. Sông thì rộng mênh mông ấy, chứ nó cũng khó khăn thiếu thốn nước. Nên đọc trong kinh văn sử Ấn Độ, trong kinh Phật là dân Koliya với Kapilavastu là vác kiếm nhau ra là chuẩn bị thôn tính lẫn nhau, cũng chỉ vì một cái dòng nước thôi. Thì lúc bây giờ giữa dân chúng Koliya Halidavasana, tức là cái thị trấn đó, ở cái khu vực Koliya, là tên một thị trấn của dân chúng Koliya. Rồi Bunya, Koliya Buddha, Buddha tức là người con của dòng họ Koliya. Tức đây là cái ông này chứ cũng lễ ông lấy cái tên quốc gia làm chính, rồi đặt cái tên cái người để vô, cho nên cứ gọi là Koliya. Mà tên là Bunya, tức là người con của dòng họ Koliya, tên là Bunya đó, hành trì hành con bò. Và lõ thể Seneya, hành trì hành con chó, cùng đi đến Thế Tôn. Như hôm trước, Sư Hoàng nói nhiều hạnh lắm, nhưng hôm nay chúng ta có thể điều hai cái hạnh cụ thể, hạnh con bò và hạnh con chó. Hạnh con bò và hạnh con chó. Cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, thì Bunya Koliya Buddha hành trì hạnh con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn lõ thể Seneya hành trì hạnh con chó, nói lời hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên lời hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên, ngồi chờ họ như con chó. Như vậy thì kinh văn mô tả rất rõ cái cách chào hỏi của một ông thì đến rồi đánh lễ để yên lại ngồi xuống, một người thì đến rồi còn hỏi thăm, rồi đi nhiễu một vòng, rồi sau đó hỏi thăm thân hữu, tức là cái thân mình đi phía bên tay phải, hỏi thăm xong đi một vòng rồi mới ngồi xuống. Mà ngồi như thế nào? Ngồi chờ họ, không? Cho nên cái oai nghi nó quan trọng lắm. Oai nghi nó biểu hiện cái nếp sống của chúng ta, biểu hiện tư duy chúng ta, nên nó quan trọng lắm thưa quý vị. Nếu ví dụ như lúc nào mà quý vị bận đồ diêm dúa thì quý vị chắc lẽ xuất phát từ cái gánh hát cải lương nào, ví dụ thế. Hoặc là quý vị mà cái đồ cứ cắt tóc cao bồi rồi nhuộm xanh nhuộm đỏ, thà cạo trọc quý thầy cho cái truyền thống sa môn, nhiều anh cạo hết trường trộm phía giữa chẳng hạn, xuất phát từ cái nhóm băng đảng của tuổi tin gì đó, rồi tuổi ngoại chơi chẳng hạn, thì nó quan trọng lắm á. Trên cái phong cách, cái tác phong nó biểu hiện cái gọi là cái hành vi, cái lối sống của chúng ta. Thì cái ông Seneya thì hạnh con chó ngồi chờ họ,
Nói tới chuyện ngồi chợ họ là sư nhớ đến chuyện mà hồi sư qua bên bên Miến Điện á, sư thấy các sư ngồi tụng giới cứ ngồi ngồi chồm hổm, không có chợ họ mà ngồi chồm hổm. Truyền thống Việt Nam chúng ta thì ngồi xếp bằng hoặc là quỳ hoặc là đứng, tụng kinh là đứng, tụng kinh là ngồi hoặc tụng kinh là quỳ, còn tụng giới là ngồi nghiêm trang, bán già kiến già. Còn các sư bên Miến Điện là tụng giới cái ngồi chồm hổm. Sư thấy nó chướng ghê lắm, nó không có mất đi cái tướng trang nghiêm, ngồi chồm hổm làm sao mà lưng thẳng được. Rồi ngồi chồm hổm y áo nó lụm thượm, mà cứ ngồi đối diện nhau là bồn là đối thú sám hối. Dĩ nhiên sau này sư mới hiểu ra đó có truyền thống, nó xuất phát từ ở trong rừng. Các sư ngồi trên cỏ cho nên không ngồi xuống, cho nên ngồi chồm hổm, cho nên ngồi là sở dĩ ngồi ở trong rừng. Mà từ các vị mà sống trong rừng sau đó cái nó thành cái nếp, cái nghề xưa sao cái nay vậy, ông thầy mình sao cái thế hệ sau vậy. Nên không biết lý do tại sao nên thế hệ sau cũng cứ ngồi chồm hổm mà tụng giới, mất đi cái tướng uy nghiêm của tăng ghê lắm. Quý vị biết ngồi chồm hổm không? Biết ha. Chẳng lẽ sư là mẫu được đây. Cho nên mình phải tìm hiểu. Cho nên cái truyền thống Việt Nam chúng ta ngồi, ngồi ngay lưng thẳng kiết già tụng giới rất đẹp. Thưa quý vị, thay vì chúng ta ngồi thiền thì chúng ta tranh thủ tận dụng cái lúc mà chúng ta tụng giới rồi chúng ta ngồi luôn ngay thẳng đi. Chúng ta tập như tập thiền thì tốt quá chứ, ngồi cho họ ngồi chùm hổm khó coi lắm. Thì đây, thì ông Seneca hành trì hành con chó, sau khi đến đảnh lễ thân hữu một bên, tức đi một vòng xong rồi ngồi xuống, ngồi cho họ như con chó. Sau khi ngồi một bên, Bunya Kolyaputta hành trì hành con bò, mới bạch Thế Tôn. Ông mà hành trì con bò nghĩa là người đeo cái sừng. Trong các bản sớ giải mô tả là đeo sừng lên, làm như là con bò vậy. Rồi là cái mông mình phía sau cột thêm cái đuôi. Mà thời đại ngày nay chứ có người mọc đuôi quý vị. Có người bị mọc đuôi. Bên Ấn Độ nhiều khi kỳ cục lắm, có những người như thế là ta cho đó là thánh là thần gì đó, ta cùng nhau ta bái lại. Ấn Độ là một cái xứ sở rất là văn minh, văn minh giác ngộ đỉnh cao, nhưng mà nó bên cạnh đó cũng rất nhiều cái hủ tục mê tín dị đoan và lầm lạc, mà từ thuở trước Phật rất xa, mấy ngàn năm trước Phật và đến bây giờ cũng vậy. Cho nên quý vị mà coi phim ấy, coi phim gì mà cái gì Triệu Phú á, ai cái gì đó, cái gì Triệu Phú quý vị, phải ai là Triệu Phú không? Đại khái cái phim mà thằng bé nó trả lời những câu hỏi đúng mà cái trong cái giải thưởng Triệu Phú ấy. Đại khái là sư không có coi phim, sư không có nhớ hết, nhưng mà đại khái mong đệ tử ông có mở phim đó cho xem, thấy đúng là nó tái thiết xây dựng một cái đời sống xã hội đúng y như thế. Những người, những nhà dân, nhà nghèo, khu nhà ổ chuột, rồi mẹ nó bị đánh chết rồi bởi vì hai cái nhóm những người khác truyền thống tín ngưỡng đập nhau cho chết không. Rồi là nó sống, nó mất mẹ, rồi là nó sống trong cái dãy nhà, rồi nó ngưỡng mộ cái anh mà chàng tài tử đóng phim đó, mà cuối cùng nó nhảy xuống ở dưới hầm cầu, rồi nó tìm đường nó trồi lên để mà nó cầm cái gì đó, nó vẫy chào của anh chàng tài tử đó thôi, đại khái thế. Nói chung mà mình coi hết bộ phim đó là sư đã từng sống Ấn Độ, là mình cảm nhận được đúng, nó xây dựng rất là thật cái cuộc sống Ấn Độ như thế. Rồi những cái tình trạng mà nó bắt trẻ con, rồi là nó làm cho đuôi điếc câm ngọng đi, nó bẻ tay bẻ chân, rồi nó bắt làm ăn xin. Cho nên mình đứng trước cảnh đau lòng, mình không cho thì mình thấy mình ấy nấy rây rứt. Nhưng mình cho, mình biết cái gián tiếp làm cho cái bọn này nó thêm tội lỗi hay không. Đó là một sự thật đó quý vị, ai đã từng qua Ấn Độ rồi sẽ cảm nhận. Thiện độ đủ kiểu hết, đủ nếp sống. Cho nên có những người xưa, có những người tu hành con bò,
sóng điền bốn chân đi hai tay trước, hai chân sau khòm xuống gắn cái đầu làm cái sừng. Mà ngày nay sư thấy mấy đứa tuổi tin đồ rồi hoặc là mấy người dự họ cũng thích là như thế. Sư thế nghĩ rằng là nó cũng còn cái chất liệu của quá khứ ở trong tâm thức đó. Bây giờ nó có cơ hội là nó thể hiện ra. Cho nên cái sanh thú của người ta tương lai có thể cũng trở lại cái nguồn gốc mà đã tiến hóa ra. Cái nguồn gốc là nguồn gốc trước đây thôi chứ mình không nói là cái thủy tổ. Thì cái người mà hành con bò, ông Bụt Nha này mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, loại thể Sinaya hành trì hạnh con chó, thực hành hạnh con chó, thực hành những hạnh khó hành như là ăn uống, ăn đồ ăn quen xuống đất. Đấy, con chó nó ăn dưới đất, cho nên lấy được trái thức ăn từ đất. Chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài, vậy sanh thú ông ấy thế nào? Sanh thú tức là cái chỗ tái sinh. Vận mạng ông ấy thế nào? Đức Phật nói thưa vào rồi Bôn Nha, hãy dừng lại đây, chưa có hỏi ta nữa. Tuy là một câu này nhưng mà nếu quý vị biết suy nghĩ là quý vị thấy Đức Phật không có nói những gì mà làm cho người ta đau lòng, người ta khổ sở. Nếu không có mục đích là giáo hóa, cảm hóa người ta. Còn như chúng ta thấy như vậy là chúng ta chê bai, phỉ báng, chỉ trích, lên án. Chúng ta cũng có sáu căn như Phật á, của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà chúng ta vọng động, trong kinh nói chúng ta là có gọi là ma căn. Còn Phật cũng có sắc tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà Phật là Phật căn, nó tịnh định lúc nào nó ở yên. Cho nên Đức Phật không có thấy chúng sanh khổ là biết chúng sanh khổ thương xót, nhưng mà không phải vì chúng sanh khổ là khóc lóc bi thương phiền não, nó khác. Trên Phật căn khác với ma căn, hoặc là chúng ta là ác căn có, nhưng mà cái căn thân chúng ta mắt tai mũi lưỡi nó ác, nó khác nhau nhiều lắm. Như Phật không có trả lời, Phật không có nói, nhưng rồi là hỏi lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên Đức Phật nói thôi vừa rồi Bụt Nha, hãy dừng lại đây, chớ hỏi ta nữa. Hỏi ngài cũng trả lời. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Bụt Nha Kuliyabutta hành trì hạnh con bò Bạch Thế Tôn. Ông này ông kiên quyết hỏi Bạch Thế Tôn, lộ thể Seneya hành trì hạnh con chó, thực hành hạnh con chó, thực hành hạnh khó hành. Cho nên trong cuộc đời này không phải làm những gì khó làm là tốt hết đâu. Chứ bây giờ sống đi bốn chân rồi là hai tay trước, hai tay thành hai chân trước, rồi ăn đồ ăn dưới đất, giờ giấy rồi vậy, bộ quý vị dễ làm sao? Sư đã từng ở Ấn Độ, sư thấy một sư bận y bá nạp ăn đồ ăn người dơ bẩn. Sư nghĩ khó làm thiệt, nhưng mà sư nghĩ hành như thế khó làm thì khó, nhưng mà nó không có giá trị. Còn trường hợp mình ăn những gì mà thiêu khó ăn mình ăn được, mình sống không có phân biệt, mình ráng ăn, mình bỏ thức ăn, thức uống nó dư rồi vậy, nó thừa rồi bỏ nó hoang phí, không nên, thì đã tốt. Nhưng đây là đi lượm thức ăn ở trong đâu mấy cái đống rác mà nó hư thúi ăn. Chứ còn một cuộc sống có những người tu bụi, hoặc như ngày Thánh Nghiêm rồi, đã từng có thời gian là sống cuộc đời sống của những vị khất sĩ không nhà, rồi tối là đi tới mấy vỉa hè ngủ, rồi trưa khi không có gì thức ăn thì xin ai cho tới cái chỗ mà thức ăn thừa của bên Mỹ á, thì lượm nó sạch phủi ăn đó cũng được, tức là để nuôi thân, nó khác. Còn nhiều người ta cố tình sống như thế, ở đây là cố tình sống như hành con chó. Hỏi nếu một trong một thời gian dài như vậy thì sanh thú ông thế nào, vận mạng của ông ấy ra sao? Đức Phật nói này Bốn Nha, thật sự ta không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi Bốn Nha, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông ở đây này Bốn Nha, người nào hành trì hạnh con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn. Giới đây là những nguyên tắc sống. Cho nên quý vị hiểu về giới, trong kinh Phật có khái niệm nói ác giới.
Mình lúc đầu tiên mình nói sao ác giới là sao? Giới và ác là sao? Tức là những nguyên tắc sống nó có thể tổn hại đến cho mình và tổn hại cho người, gọi là ác. Ác đối với mình và ác cho người. Cho nên nói rằng ác giới, ai sống 100 năm ác giới đi, không thiền định mà nói sao và ác giới. Quả thật người ta cũng có sống theo nguyên tắc của người ta, nhưng nguyên tắc này nó không có lợi ích cho bản thân, ngược lại nó tổn hại. Tổn hại cho mình, tổn hại cho người, gọi là ác. Tổn hại một cách khốc liệt ấy. Cho nên những người mà hành trì hạnh con chó một cách viên mãn, rồi hành trì cho nên Đức Phật nói người nào hành trì hạnh con chó một cách viên mãn, hành trì giới, giới tức là những cái nguyên tắc sống, giữ giới, giữ giới tức là giữ những cái nguyên tắc sống. Còn như quý vị đây có cái nguyên tắc của sa môn, gọi là giới của sa môn. Còn nguyên tắc của một học trò là giới học trò. Nguyên tắc thi cử là giới của những người học sinh. Nguyên tắc thi cử anh vi phạm rầu lắm thưa huynh đệ. Nhiều người trong một buổi thôi mà vi phạm tới hai cái biên bản. Một biên bản quay cóp tài liệu, quý thầy cũng đáng lẽ nguyên tắc là phải đuổi ra. Xong rồi lập biên bản rồi đổ nữa. Đổi nữa cái lấy tài liệu ra ghi. Như vậy trong một buổi thôi là hai biên bản. Vậy thôi học sinh gì. Cái này xưa không có khoan nhượng được. Học để làm cái gì? Chúng ta chưa xác định là chúng ta học để làm Phật. Muốn học làm Phật là trước chúng ta học để hiểu, học để giác ngộ, học để có phương tiện được độ sanh, học để giải thoát. Đâu phải học để làm cái gì mà phải như thế. Lớp chúng ta đó, sự đường nói là nói đường nói lớp chúng ta đó. Dĩ nhiên là không phải là tất cả chúng ta, nhưng có con người trong lớp chúng ta. Cho nên là đâu nó có cái nguyên tắc của đó. Giống như nguyên tắc thì vô lớp mà không có mở điện thoại để reo vậy đó. Phải tập. Cái này chúng ta cũng phải tập. Cái ác trần nó xâm nhập. Cái pháp trần mà chúng ta không biết sử dụng nó gọi là ác trần. Nó xâm nhập vào đời sống tăng đi, nó xâm nhập vào xã hội, ngóc ngách. Mà chúng ta không làm chủ được, nó làm phiền nhiễu người khác, nó làm phiền nhiễu đời sống tu hành, chúng ta là ác ma đấy. Cho nên điện thoại nhớ cũng phải để chứa được âm thôi, mút là nó hết nghe thôi. Cái điện thoại sư cũng để mút là xong rồi, chứ sư cũng không biết cái tắt cái chỗ nào. Để mút rồi thì nó cứ reo kệ nó thôi. Tức là ai gọi tới để chút nữa xong rồi sư gọi lại. Mình cũng nên lịch sự, khi ai gọi thì mình mất bận thôi, nhưng mà sau đó mình có thể mình gọi lại. Hỏi có lý do gì, chứ sư biết bao nhiêu người mình chờ người quen mới gọi. Học trò bốn phương trời, mười phương Phật mà nói chờ phải xuất hiện tên mới gọi sao được. Phải không? Đồ Phật tử tín đồ hay chuyện này chuyện kia mình biết ở đâu, mà cho nên phải ai mà gọi nhớ thì chúc mình gọi lại. Đó. Thì thưa quý vị, có những người hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn trong trường hợp ông Seneca. Hành trì tâm, ở đây hỏi hành trì tâm nữa. Cái giới là những cái điều luật. Còn hành trì tâm là những cái tâm của người ấy phải tương ưng. Chứ nhiều khi cái giới bên ngoài một đường nhưng tâm một ngã nó không có tương ưng nữa. Giống như quý sư tu hành vậy chứ, quý thầy tu hành. Bên ngoài có cái vẻ giữ giới nhưng bên trong nó không tương ưng, nó khác. Cho nên thân thì xuất gia nhưng mà tâm thì chưa xuất gia. Nó cũng có trường hợp đó chứ. Còn quý vị cư sĩ nhiều khi là thân thì cư sĩ tại gia nhưng mà tâm cũng có trường hợp xuất gia. Nhưng mà mình cũng đừng có ý lại nghĩ rằng là tâm xuất gia chưa hẳn. Nếu mà tâm xuất gia được là phải thân tướng cũng phải xuất gia theo ạ. Thân tâm nó tương ưng với nhau. Ít có trường hợp mà thân tâm nó không tương ưng cũng có. Những trường hợp về hoàn cảnh gia đình này nó không xuất gia, nhưng mà ta sống một đời sống quá thật như người xuất gia. Sự nể lắm thưa quý vị. Ăn chay trường, sống phẩm hạnh không có gia đình, thậm chí có nhiều người đeo đuổi nhưng mà từ bỏ. Rồi sống khép mình trong khuôn khổ giới luật, giữ 8 giới một cách đầy đủ, chứ không nói tới 10 giới. Giữ 8 giới một cách trọn vẹn.
bấy nhiêu thôi là quá quý rồi. Cho nên phải hành trì cái tâm, những điều liên hệ đến trong tâm nữa. Cho nên đây hỏi rất kỹ, cái hành trì cái hạnh bên ngoài, hành trì giới là những cái nguyên tắc liên hệ đến nếp sống. Rồi hành trì tâm, tâm này là tâm con chó một cách viên mãn, viên mãn là hoàn toàn viên mãn. Rồi hành trì cái uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, uy nghi nữa. Uy nghi là đi đứng nằm ngồi á, chết ăn mặc nói làm á, ngó tới ngó lui, mà nói chung là mình sống là uy nghi. Trong luật Sa Di Thập Giới định nghĩa uy là khá kính, không nghi là khá kính, oai uy là khá sợ. Trên người mà có uy nghi khiến cho nhiếp được chúng, không trên người tu cần uy nghi ghê lắm. Sự thật mà nhiều khi mình giảng pháp nhiều mà mình có uy nghi nó cũng không được cái gì, chứng tỏ chúng ta chưa có tu thân. Cho nên vẫn phải có cái uy nghi, hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, lê lưỡi rồi ví dụ vậy, nằm phệt xuống, nghiêng nghiêng thở dốc rồi nằm xuống, rồi thể hiện cái gâu gặp người lạ xúa rồi chẳng hạn, đại khái thế. Cho nên ai cũng có cái uy nghi, học trò có cái uy nghi của học trò, thầy có cái uy nghi của thầy. Nên nói chuyện mà ngày xưa có cái ông học trò, ông đi ra đường đi chợ bị người ta nghi ngờ ăn trộm về, mếu máo khóc: thưa sư phụ, thưa thầy, con đi đợt này con oan quá chừng. Oan sao con đi ra chợ người ta ăn cắp, và cứ nghĩ con ăn cắp rồi bắt con lại, rồi tra gạn hỏi con làm con mất danh dự rồi đủ hết. Ông thầy ông nghe hết xong rồi ông bảo người học trò khác: đem cái roi ra đây. Ông nghiêm giọng bắt học trò nằm xuống, quất cho mười roi thẳng tay. Thằng học trò nó khóc méo máu hơn nữa: người con đã oan ngoài chợ rồi, về đây sư phụ còn đánh nữa. Đánh là đánh cái tướng của mày, cái oai nghi của mày là thế nào, còn đi ra bao nhiêu người giữa chợ người ta không nghi ăn cắp mà người ta nghi mày là kẻ ăn cắp. Nếu uy nghi nó cũng biểu hiện cái tâm mình là chứ không phải không đâu. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, quý tăng ni Phật tử cũng cần cái oai nghi của mình, cái nết hành của mình, cái tướng trạng của mình cần ghê lắm. Nhất là các thầy tu mình đây là rất cần. Thì ở đây nói, một là người hành cái hạnh đó, người là giữ giới như thế, người là cái tâm của như thế, và cái oai nghi như thế. Oai nghi con chó, cái tâm con chó, hành con chó, giữ giới theo con chó, thì sau khi chết sanh thú như thế nào, phận mạng ra sao. Nếu ông ấy có tà kiến như sau: do giới này, hạnh này, khổ hạnh này hay phạm hạnh này, cho rằng phạm hạnh ấy, hạnh này là hạnh vốn của đấng phạm thiên, hay là của chư thiên cõi trời phạm cư thiên, gọi là phạm hạnh. Ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác, đây là một quan điểm của ngoại đạo lúc bây giờ, cho rằng là do hành trì khổ hạnh mà sau khi chết sanh thiên. Cho nên mới đi vô viện bảo tàng Ấn Độ, rồi quý vị thấy những người vô gan ngày xưa nằm trên trong, nằm trên gai, ta là ngâm mình dưới nước, hơm mình bên lửa, đại khái thế. Thì do những cái điều khổ hạnh này mà vị ấy sau khi thân hồi mạng chung sẽ sanh thiên, sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Bích Nha, đối với kẻ có tà kiến, ta nói có một trong hai sanh thú như sau. Đó là một quan điểm sai lầm, một nhận thức lệch lạc. Nếu ở trong chùa hành khổ hạnh mà nghĩ rằng ở chùa sau khi chết sanh thiên, chưa chắc liên hệ ngày nay làm cực khổ rồi này nọ, mốt chết sanh thiên chưa chắc. Dĩ nhiên là phải ở trong chùa phải tu đúng cách nữa kìa. Quý huynh đệ phải nhớ chứ, bằng không ông huynh đệ nghĩ chùa sau khinh thiên chưa chắc ạ. Cho nên nói rằng là người ấy sẽ sanh vào hai nơi. Một là địa ngục,
hai là bàn sân, địa ngục. Cho nên trong kinh điển Nguyên Thủy nói địa ngục rất nhiều. Ở đây quý vị cũng phải lưu ý một khái niệm về địa ngục, rất nhiều, chứ không phải rằng nhiều chỗ nói rằng nhiều vị đó không có nói địa ngục. Đó là thêm thắt, không có thưa quý vị. Do, nhưng mà cái nghĩa địa ngục này không phải như kiểu mà thập điện Diêm Vương của bên Trung Quốc mà nói ra. Mà thập điện Diêm Vương Trung Quốc đó là muốn nói đến 10 cái cõi, cái cõi dữ mà nó tương ứng với gọi là 10 cảnh giới ác ở nơi thân 3, khẩu 4, ý 3, tức là thập ác. Do 10 cái hành vi bất thiện của mình mà tương ứng với thập điện, cái đó là cái cảnh giới mà các vị tổ sư ở Trung Hoa hay là các vị triết gia hay là ai đó triết lý ra, tạo ra là thập điện Diêm Vương. Còn cái cảnh giới địa ngục nó có nhiều cái tầng bậc tương ứng vào cái tâm, mà sau khi thông hồi bằng chung bị tương ứng vào cảnh giới đó. Mà cái cảnh giới địa ngục cũng không phải là đào ở dưới đất mà có, mà cảnh giới này nó ở ngay nơi cái cuộc sống này nè, ở trong cái cảnh giới này nè, chúng ta tùy vào nghiệp mà nó tương ứng cho nên nó chiêu cảm cho cái quả khổ ở trong cảnh giới đó. Cảnh giới đó là một là cảnh giới địa ngục, hai là cảnh giới bàn sanh. Cái khác nhau của triết lý đạo Phật là ở chỗ nói mô tả các cảnh giới nó đầy đủ, chứ không phải như một số cái học thuyết của các cái tôn giáo khác thì cho rằng chỉ có thiên đường hay là địa ngục. Ở đây một là có thể sanh vào địa ngục, hai là sanh vào bàn sanh. Bàn sanh là những động vật có chân ở thú. Như vậy này Bên Nha, nếu hạnh con chó được thành tựu, thờ được sanh trong loài chó. Nếu không được thành tựu thì được sanh trong địa ngục. Cho nên nếu cái quả của con, cái quả mà do người ấy hành trì hành con chó một thời gian lâu dài thì sẽ sanh vào loài chó. Cho nên tại sao chúng ta thấy có nhiều loài chó, những con chó ở trong cõi nhân gian này? Thứ nhất là do cái tâm của người đó, do cái hạnh của người đó. Không nhất thiết là phải như chúng ta thì phải đi bốn chân mới thành tựu đâu, mà do tâm nó tham lam keo kiệt bổn sẻn cũng có thể đời sống rít rắm lúc nào cũng giữ của, cũng có thể sanh vào loài chó như thường. Do một số ác nghiệp nó tương ưng với cảnh đó cho nên sau khi chết sanh vào con chó. Bài kinh này nói về cái học thuyết nhân quả rất hay thưa quý vị. Nếu không được thành tựu tức là không sanh vào loài chó thì chỉ sanh vào địa ngục, bởi vì nó liên hệ đến cái tà kiến nhận thức sai lầm. Cho nên cái nhận thức sai lầm đóng cái vai trò vô cùng then chốt cho cái việc tái sinh vào cõi dữ. Khi được nói như vậy, lõa thể Seniya hành trì hạnh con bò, hành trì hạnh con chó, khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với Bun Nha của Lê Vũ Ta, hành trì hạnh con bò: Này Bun Nha, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi. Bun Nha, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì Bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hạnh con chó này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, Bun Nha của Lê Vũ Ta hành trì hạnh con bò này, đã chấp nhận hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài, vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Thì thưa quý vị, thì cũng tương tự thôi, nội dung Đức Phật trả lời cũng y xì vậy. Nếu hành trì hạnh con bò thì sau khi tăng hội mạng chung thì tái sinh vào cảnh giới của loài bò. Nếu nó không có tương ứng trọn vẹn thì cũng do cái ác nghiệp của tà kiến thúc đẩy mà khiến cho sanh vào cảnh giới địa ngục. Nội dung y thế. Cho nên thưa quý vị, nếu cuộc đời sống chúng ta, những người ăn cắp sau khi chết, một là cũng sanh về địa ngục, hai sanh vào cái cảnh giới đó là tương ứng với cảnh giới đó, hoặc là cảnh giới ngược lại là nô lệ, bị ta đánh đập tại vì ăn cắp đồ của người ta, hoặc sanh vào cảnh nghèo cùng, bần hàn đến tận số, ngóc đầu lên không được. Nên đây là một cái bài kinh nói về cái học thuyết nghiệp báo của nhà Phật. Ở đoạn sau bài kinh này, phần 1 là như thế, phần 2 quan trọng. Phần 2 Đức Phật nói đến nghiệp
à, có bốn loại. Đoạn sau như thế này: Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì Bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, con có lòng tin tưởng đối với Thế Tôn. Thế Tôn có thể thuyết pháp cho con để con có thể từ bỏ hành con bò này, và để lõa thể Seneya hành trì hành con chó có thể bỏ hành con chó này. Như vậy hai ông này kể rằng may mắn chứ. Quý vị thấy cái may mắn không? Quá may mắn đi. Gặp được Phật, cho nên gặp Phật ra đời là khó là vậy. Nếu mà sư nghĩ sư rồi quý Phật tử gặp Phật thì thế nào cũng vô được thánh quả hết rồi. Sư tin tưởng là vậy đó. Nếu mà sư mà gặp Phật với gặp quý vị cũng tương tự, cũng vô thánh quả, không a la hán thì cũng phải a la hàm, không a la hàm phải tứ đại hàm, hoặc là vô tu đà hoàng là tối thiểu. Có luân hồi trong chơi trong ba cõi sáu đường này cũng vô được quả sơ quả tu đồ hoàng, rồi cũng đắc đạo thôi, tới cũng vô được thánh đạo niết bàn thôi. Còn như bây giờ là chưa bảo đảm, không ai bảo đảm được sanh thú. Quý vị đừng có nói rằng là chúng tôi tu quy Phật không đọa địa ngục, đó là cái câu khích lệ thôi, chứ nó không có cái chân lý trong đó. Quy pháp không đọa ngạ quỷ, đó là cái câu khích lệ tới quy y thôi, chứ nó không có chân lý. Quy tăng cũng vậy, nói quy tăng không đọa bàn sanh, quy tăng có nghĩa là tăng đâu, có sống hợp thanh tịnh đâu, có tu hành đâu. Cho nên chúng ta cũng phải phân biệt, đó là pháp, pháp này là để nhằm làm cái gì. Cho nên sư cũng khích lệ Phật tử quy y rồi, sư cũng khích lệ cố gắng quy y tam bảo vân vân, nhưng mà để nó rốt ráo là không hẳn rằng là cứ quy y là xong đâu, không hẳn đi tu là xong việc đâu. Như chúng ta bây giờ đây chưa bảo đảm nha, bị không bị đọa vào ba cõi, đi vào các cái đường dữ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, thì Thế Tôn muốn nói: Này Bích Nha, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi. Bích Nha, hãy dừng lại đây, chớ hỏi nữa. À, này, thế là Đức Phật sau khi nghe như thế này: Này Bích Nha, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Nghe và khéo tác ý. À, nghe phải suy nghĩ, suy nghĩ phải suy nghĩ khéo léo, phải chân chính dẫn dắt nữa. Chứ quý vị nhiều khi nghe chút xíu quý vị đâu có lạc cái tâm mình, cái xong cái mơ ngủ mất. Như vậy nghe như thế có tác ý không? Nghe đó đâu có tác ý gì đâu. Nghe giống như các thầy nói, giống như để cũng làm cho nó dịu thần kinh rồi để ngủ cho ngon. Giờ giống các thầy, có một số Phật tử ở đây hoặc là một số thầy nói cái mùa này mà giờ sư nói to ra thì mới may mới tỉnh, chứ còn dễ ngủ lắm á. Cho nên Đức Phật nói: Hãy nghe và khéo tác ý. Khéo tác ý là yoniso Manasikara. À, các vị nói rồi, các vị nói: Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Bôn Nha Kulaya, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Bôn Nha, có bốn loại nghiệp. Sư muốn nói quý vị mà ta đã tự chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Cái khác của Đức Phật với chúng ta là chúng ta học lại rồi chúng ta nói. Còn Phật là chứng tri chứng ngộ rồi mới tuyên thuyết. Cho nên Đức Phật nói tứ đế, ta cũng nói tứ đế, nhưng tứ đế Đức Phật khác nhau nhiều lắm. Này các tỳ kheo đây là khổ, các ông còn biết các cái khổ. Thật sự mình mà chưa biết khổ mình chưa ngán đâu. Nguyên nhân cái khổ các ông còn đoạn trừ, rồi sự vắng mặt của khổ ta đã đạt, rồi con đường đến sự vắng mặt khổ ta đã tu. Còn như chúng ta là vén mặt khổ mình chưa đạt, con đường nó đến sự chấm dứt khổ chúng ta chưa tu. Khác nhau nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên Đức Phật có khuyến chuyện chứng chuyện, thị chuyện khuyến chuyện chứng chuyện, chỉ ra khích lệ, rồi tự thân mình là một cái một nhân chứng sống, nói vậy dễ thuyết phục. Còn bây giờ như quý thầy quý sư mình đây nói, Phật tử không tin bởi họ nói rằng mình chưa có chứng, thì không tin thôi chứ làm sao giờ. Khác biệt giữa Phật với chúng ta ở chỗ này,
Cho nên Đức Phật là tự tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này Bồ Tát, có nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Rất dễ, nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Nghiệp như thế nào, quả như thế nấy. Nghiệp đen đến quả báo đen. Này Bồ Tát, có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng. Đen tức là ác, xấu, quấy, tà. Trắng tức là thiện lành, phải không? Rồi, này Bồ Tát, có nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Lẫn lộn. Như quý vị đây có nghiệp đen trắng không? Có, đi học là trắng nhưng về nhà sân si, làm ăn bất thiện là đen. Ai bảo đảm rằng tất cả học viên ở đây đều là có cái nghiệp trắng hết đâu? Rất nhiều người có thể trong chúng ta làm những cái nghiệp bất thiện, hành vi bất thiện, nói lời bất thiện, sống bất thiện. Cho nên có nghiệp đen trắng thì đưa quả đen trắng. Cho nên cuộc sống chúng ta có hạnh phúc khổ đau đó cứ đan xen là vậy. Nụ cười và nước mắt cứ chan hòa nhau là vậy. Cho nên có nghiệp đen trắng đưa đến quả đen, báo đen trắng. Này Bồ Tát, có nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. Đấy, cái câu này, bốn loại nghiệp này quan trọng lắm á, quý vị ứng dụng vô tu học. Có nghiệp không đen trắng, không đen không trắng, nghiệp này là nghiệp trong sạch á, không làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Trong sạch mới cái gì, cái bậc chân như bậc tu tập mới được này. Chứ còn mà chúng ta không rơi vào cái biên lề nhị biên, không ác thì thiện, không tốt thì xấu, trắng thì đen, chánh thì ta, đúng không? Còn bây giờ mà không đen trắng mới đưa đến quả báo không đen trắng. Mà tu phải là chân như không không trong sạch á. Ngay cả cái việc thiện mà chúng ta cũng không chấp nữa, không dính mắc nữa, mới là không đen trắng. Đồ nghiệp ấy đưa đến sự đoạn tận các ác nghiệp. Câu này quan trọng. Cho nên chúng ta muốn đoạn trừ một cái ác bất thiện pháp, chúng ta cũng phải nhờ các thiện pháp để đoạn. Rồi chúng ta mà đoạn trừ hết cái nghiệp sanh tử cũng phải nhờ các cái nghiệp. Mà nghiệp này, nghiệp không đen trắng, nghiệp trong sạch này, để mà chấm dứt cái nghiệp xấu kia. Chứ như Phật tử nói vậy, con tu vậy sao tu đắc đạo? Đây là cái nghiệp quý vị đang làm đây, mà nghiệp này có thể không đen trắng đưa đến sự đoạn tận. Ví dụ như tu thiền chỉ, ví dụ tu thiền quán, nghiệp này có phải nghiệp đen không? Không. Nghiệp này có phải nghiệp trắng không? Không. Nghiệp này có phải là vừa đen vừa trắng không? Không. Nghiệp này có phải rằng là không phải đen, không đen trắng luôn? Nghiệp này giống nghiệp vô vi, nghiệp chân như, mới đưa đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Đức Phật giải thích rộng ra. Cho nên thông thường Đức Phật là có tổng thuyết, sau tới biệt thuyết. Tổng thuyết tức là nói một cách tóm tắt, biệt thuyết là giảng giải chi tiết. Và này Bồ Tát, thế nào là nghiệp đưa đến quả báo đen? Ở đây này Bồ Tát, có người tạo ra thân hành có tổn hại, tạo ra khẩu hành có tổn hại thân hành, đó cái hành vi nơi thân. Khẩu hành tức là cái hành vi nơi miệng. Và tạo ra ý hành có tổn hại, ý hành tức là cái ý niệm mà nó hoạt động bên trong những hành vi trong tâm. Nó chưa biểu hiện ra nơi thân nơi khẩu thôi, nhưng nó có sức mạnh thúc đẩy cho thân và khẩu thực hiện, nên gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành. Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại, vị này được sanh vào thế giới tổn hại. Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ thọ như các chúng sinh trong địa ngục. Đây Đức Phật nói rất rõ. Sinh vào thế giới đó cho nên mình có cái cảm xúc như thế.
sinh vào thế giới của Ta Bà này nó mới có nóng lạnh, mùa hè này này mùa nóng, mùa đông thì lạnh chẳng hạn. Chứ sao sinh vào thế giới Ta Bà này có được mất được mùa thì ăn uống phì nhiêu mà đói một mùa thất mùa đói khổ, cho nên có những cái cảm xúc. Nhưng mà đây nói cụ thể là sanh vào cái thế giới mà có khổ thở ấy, đó là thế giới địa ngục. Vị phải sanh vào thế giới tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, cảm xúc là thở những cái xúc chạm đó, do cảm xúc những cảm xúc tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ tổn hại, thuần nhất khổ thọ như cái chúng sanh trong địa ngục. Nên chúng sanh trong địa ngục là khổ ghê lắm, mà khổ cùng cực, không còn thời gian gián cách, gọi là vô gián. Vô gián tức là không có cái kẽ hở. Trong một niệm vậy là cái thân này nó bị cưa ra, bị tan thành ra trăm ngàn mảnh, rồi nó chết đi. Nhưng mà do nghiệp lực ấy, giống như nó gom lại. Mình coi phim cái thời hiện đại, nó nhiều phim quan tưởng, nhưng mà mình thấy nó cũng diễn tả được cái thế giới này. Có những loại ác ma hoặc loại chúng sinh nó được tạo nên những loại nguyên tử gì đó. Khi mà gặp cái loại đối nghịch lại nó tan ra, tan xong cái chút xíu nó gom lại nó có được cái thân nó lại, rồi tiếp tục nó đấu tranh, tiếp tục nó chiến đấu. Sư coi một số phim như thế, đại khái thì mình biết vậy thôi, chứ tên phim sư chẳng bao giờ nhớ, sự thật nhớ tên kinh nhớ cũng không xong nữa đây. Nhiệm vụ các sư là nhớ tên kinh, nhớ là Phật là chính yếu, chứ đâu phải nhớ phim. Nhưng lâu lâu rồi đệ tử thầy trò ngồi coi những cái phim lạ gì đó, mình hình dung ra chúng những gì mà chúng sanh nghĩ là thế giới này có hết. Cho nên như vậy này, bốn nha là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, thấy không? Sanh khởi chúng sanh, cho nên đạo Phật là đạo nhân bản là ở chỗ này. Quý vị nói đạo Phật đạo nhân bản, đạo là dựa trên con người làm gốc ở chỗ nào? Đây, rất rõ là sự sanh khởi của một chúng sinh tùy thuộc ở chúng sanh, chứ không phải tùy thuộc về Thượng Đế, cũng phải tùy thuộc vào Thần, cũng phải tùy thuộc vào Phật, không phải tùy thuộc Bồ Tát, không phải tùy thuộc vào Thánh Hiền A-tô-la gì. Quý vị do sợ hãi cầu khẩn này nọ, chứ sự thật là quý vị có cầu khẩn không có được gì hết á. Nhưng mà cầu khẩn quý vị cảm giác an tâm thôi, tại chúng ta là một chúng sinh nhỏ bé, trong tâm đầy những sợ hãi, cho nên phải tìm cái chỗ trú ẩn nương tựa, nên chúng ta mới cầu khẩn. Nhưng mà người nào mà vững vàng rồi, người ta không có cầu khẩn gì nữa, người ta không quỳ lụy ai. Đó là sự thật. Quý vị thấy nhà nghèo chừng nào ta mới đi xin chừng đó, người ta khổ đau chừng nào ta mới xin xỏ Phật Thần, rồi ta đến chỗ này kia ta cầu nguyện, đúng không? Còn quý vị mà sống tốt, sống đúng, chân chánh, sống lý tưởng, phụng sự, dĩ nhiên mình còn phải có phước báu nữa, thì mình không lệ thuộc ai hết, thì quý vị đâu cần cầu khẩn ai đâu. Cho nên nhà Phật nó rất bài bản, chỗ đây sẽ nói rất là hay thưa quý vị. Cho nên chúng sinh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích mình, thấy chưa? Chúng sinh đã sinh ra tùy thuộc vào hành động, chứ không phải tùy thuộc vào ai. Những cái chỗ này là nói lên cái triết lý hết sức nhân bản của nhà Phật. Chính cái hành động ấy nó tự tạo ra cái quả, cái cõi cho người ấy tương ứng thọ sanh, không phải do ai. Do vậy này Bún Nha, ta nói các chúng sanh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Câu này hay không? Thừa tự hạnh nghiệp của mình, cũng phải thừa tự cái gen của bố mẹ. Bố mẹ nó cũng là một phần thôi, mà bố mẹ cái gen đó là cũng do mình là thừa tự cái nghiệp đó, cho nên nó khiến cho sanh vào. Nhưng mà có nhiều người sanh vào gia đình đó, nó tương ứng một số nghiệp này nhưng không tương ứng với nghiệp kia. Tương ứng hai vợ chồng mù mắt kiếp này, nhưng đứa con sinh ra trong cái thời đại này nó không có mù. Giải thích theo khoa học là cái gen trội, gen lận gì đó, phải không? Nó không có tương ứng. Nhưng mà thế hệ sau có thể là do ảnh hưởng gen, nhưng mà nó cũng do cái nghiệp, nó mới chung vô.
Bữa sư đi ngang qua, sư thấy hai vợ chồng mù, mẹ ám đứa con, sư thương chúng sinh, thương cho cái cậu con trai, con của hai người mù, mà mình nghĩ cũng thương cho chúng sinh cái nghiệp ái. Mình khổ như thế rồi, mình cũng đi thương yêu chi để rồi có một đứa con mù. Mình nói mình là người người khách quan, mình nói vậy nhưng mình không dễ đâu thưa quý vị. Ai ở trong cuộc rồi mới thấy sự bức bách của nghiệp nó thúc đẩy, khiến cho người ta không cưỡng lại được hành vi. Cho nên chúng ta nói chứ cũng đừng ai ơi chớ vội cười nhau. Cười người giấy trước, giấy sau người cười. Thấy nhiều khi mình khởi lên cái lòng thương thôi chứ mình cũng không dám nghĩ gì. Đó quý vị thấy, chúng sinh là thừa tự hạnh nghiệp của mình, thừa tự hết. Quý vị có được khuôn mặt đẹp đẽ là thừa tự vào kiếp trước cũng sống tươi vui với người khác, tâm từ bi mát mẻ nhẹ nhàng, cũng không ganh tị tật đố gì ai chẳng hạn. Như thế đây chứ không phải ai có được khuôn mặt mát mẻ dễ đẹp trai dễ thương nhu mì rồi đâu, hoặc là xấu căn đầy đủ cũng phải dễ đâu. Quý vị đang thừa hưởng một cái thành quả rất lớn lao. Quý vị đi vào trong bệnh viện ung bướu thì quý vị muốn khóc ròng. Lâu lâu sư muốn đi vô một lần, hoặc là lên trên Facebook có nhiều hiện tượng cái bà chỉ nhổ cái răng thôi. Bà năm nay là 58 tuổi hay 58, 60 vậy. Nó quay trên clip đó, rồi đưa lên Facebook. Cái sau hỏi ra nó là bị bao lâu, nó bị 8 năm rồi. Chứ lúc đầu mình nghĩ là bà nói bà có hai đứa con. Mình nghĩ trời ơi cái miệng nó to ra nó vui nó này. Gọi là giống như cái bú á. Nói thì sao mà yêu đương được ta? Sao mà còn có chồng được? Sau này biết rằng là bà nhổ răng, bà mức 2 bà nhổ răng thôi, mà nó làm thế nào đó bắt đầu là nó lòi cái cục xương cái mũi dài ra như thế này. Mắt nó muốn mắt nó phú luôn con mắt. Cái mũi nó cái miệng nó vô ra. Cái gan vậy thưa quý vị. Chỉ là nhổ một cái răng mà đó là nguyên nghiệp của cái cô đó. Mình không có được tam minh như Phật, cho nên mình không thấy được nghiệp nhân và nghiệp quả của cô này ra sao. Ngay trong hiện đời mà trổ một cái quả như thế, tội nghiệp vô cùng. Rồi một đứa bé đâu 8 tuổi, 10 tuổi hay là học lớp 8 gì, coi thông tin cũng lâu xưa quên. Cái chân nó bị gọi là xương đùi, nó to hơn cái nó to ra mà coi như cả gan rưỡi vậy, na này mấy chục cân, làm sao nó đi được. Cái xương đùi mà nó bự ra rồi là ung thư, nó giống như là nó bự ra như thế. Gia đình thì nghèo khó, đâu có tiền để mà chữa, cho nên khi nó như thế nó vừa đau đớn nơi thân, nó vừa cái sự nghiệp học hành của nó không được ổn định, không được tiếp thu được kiến thức. Cha mẹ ở miền quê, cho nên quý vị có được một cái thân xác tráng kiện như hôm nay, được có một cái bộ óc như thế này, được ngồi trong một môi trường học Phật, đó là quý vị đang thừa hưởng một cái gia tài quý vị khổng lồ luôn. Nếu quý vị suy nghĩ như thế nào chứ sư, mà mỗi lần sư nhìn thấy mấy hình ảnh đó là sư nghĩ là sư phước báu quá trời. Mình phải mình nói phước báu để mình tự mãn, nhưng mình để mình trân trọng. Nếu quý vị đi vào trong bệnh viện một phát rồi quý vị sẽ thấy. Chưa nói huynh đệ tăng ni mình đây cũng vậy, chứ đâu phải ai cũng được đi học đâu. Biết bao nhiêu huynh đệ miền quê học lớp 2, lớp 3 giờ đi học mắc cỡ quá rồi này nọ, không được đi học, tội nghiệp lắm thưa quý vị. Có tâm tu nhưng mà không có kiến thức học, rồi tu sư biết rằng không có giải thoát nổi đâu. Tu chỉ gieo duyên kiếp này, rồi có thể nhiều kiếp về sau, rồi kiếp sau luân hồi sanh tử, không biết nó có thui chột cái hạt giống kiếp này tu hay không nữa. Trên cái quá trình mà chúng ta bị lăn lóc ở trong cái dòng đời này để mà tiến hóa được thành Phật hay thành A-la-hán, thành các vị thánh hiền, gian nan, thiên nan, vạn nan. Biết quý tăng ni thấy như nào, chứ sư hoàng thấy như thế.
Cho nên chúng ta là người thừa tự hạnh nghiệp của mình, đừng có than van, đừng có trách trời trách đất, đừng trách trời lẫn gần lẫn trời gần trời xa gì, phải không? Đừng trách trời trách đất do chúng ta hết. Đôi khi mình bực mình thì mình trách thiệt cha mình như vậy, mẹ mình như vậy, anh mình như vậy, dòng họ mình như vậy, đất nước mình như vậy. Nhưng mà mình không trách được. Nếu trách thì tại sao chúng ta không sanh cõi trời đi? Nếu trách thì sao chúng ta sanh qua ở đất nước mấy nước châu Âu mà nó điều kiện kinh tế ổn định phát triển, Thụy Sĩ, Thụy Điển rồi ví dụ đi, đời sống kinh tế cao, đất nước phát triển đi. Mà tại sao chúng ta sanh vào những cái chỗ miền quê, hoặc là ở tại đất nước Sài Gòn, ở đất nước này cũng có những gia đình giàu có, cha mẹ thông minh, sáng sủa, học hành, biết nhân nghĩa, biết quy tâm bảo nhân dân. Tại sao chúng ta không sanh vào những gia đình đó mà chúng ta sanh vô những cái gia đình, nói chứ cũng ở cùng dân tộc 54 dân tộc, những dân tộc trên núi non không được học sao? Ở trên những rễ cao mà thầy mà gieo cho cái học trò một con chữ, phải đi qua bao nhiêu con suối qua lội, bao nhiêu con đèo, rồi phải những mùa mưa lũ, rồi phải chung vô cái bao ni lông đó mà lội suối, có thể nước cuốn trôi dân dân. Cho nên chúng ta đừng có trách ai. Cho nên mỗi người là tự thừa tự cái nghiệp của mình. Ở đây này, các chúng sinh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Như vậy này Bốn Nha, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả báo đen, tức là nghiệp ác từ đưa đến quả báo xấu. Này Bốn Nha, thế nào là nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng? Ở đây này Bốn Nha, có người làm thân hành không có tổn hại, nói ngược lại, khẩu hành không có tổn hại. Sự thật quý vị nghĩ là cái lời nói nó không có tổn hại, trời, nó tổn hại ghê lắm thưa quý vị. Sẽ đọc cũng một cái chuyện đau đau lâu rồi. Chuyện mà một người cứ ăn cứ đi nói xấu người khác, làm người ta đau khổ cùng cực. Một ngày nọ cái người hàng xóm ta thấy ta túng qua ta đi kiện, nói người này cứ ăn đi chuyên gia nói xấu gia đình mà sống không nói. Ông quan tòa kêu lên, nói đâu có tổn hại gì. À, không tổn hại được. Hôm sau anh đến đây. Nhưng mà trước khi đến, anh làm cho chúng tôi một việc. Anh giết hết tất cả những cái tội lỗi của cái người này đi. Rồi anh đi từ đây đến về nhà, anh xé ra và anh rải ở đường á. Ha, cho tôi. 3 ngày sau đến đây. Rồi đến 3 ngày sau đến. Bây giờ yêu cầu anh đi gom lại những cái mảnh giấy anh xé, anh rung vung tại rải ngoài đường đó, gom lại cho tôi. Nói đâu có lấy lại được. Tôi xé ra bỏ ra ngoài chỗ này, gió nó bay lung tung hết rồi, sao gom? Cũng tương tự những lời anh mạ lị phỉ báng, chê ba chỉ trích người khác cũng như thế. Anh nói không tổn hại nhưng đi vào tâm của người khác, bây giờ muốn lấy ra đâu có được. Cho nên ở đây mình thấy Phật chú trọng đến thân, khẩu, ý. Chứ đừng có nói là mình giết người mình mới có tội, còn mình không mạ lị là không có tội. Nên trong cho trên luật pháp mà cũng phải răn đe luôn những người mà mạ lị chửi bán người ta trên Facebook nữa. Thời đại gì mà viết thì giấu tên của mình, xong rồi muốn chửi bới ai thì chửi bới. Con người mà không biết xấu hổ, không sư nói thật quý tăng ni chúng ta, nếu chúng ta lấy một cái bút hiệu mới để cho nó có cái kỷ niệm, nó nên thơ, nhưng chúng ta vẫn đỡ cái avatar của chúng ta để ta biết đó là ta. Đừng có làm những kẻ giấu mặt trong xã hội này rồi muốn làm chuyện xấu xa tội lỗi, chửi bới ai chửi bới, sư thấy không có được. Tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta là những người gương mẫu trước, vì vậy phải dạy lại cho Phật tử, khích lệ Phật tử sống cho thật, chịu trách nhiệm với cái lời nói này trên Facebook, chịu trách nhiệm lời nói này ở trong là email, vân vân và vân vân. Mà thật sự mình không có chịu trách nhiệm đi nữa, nó cũng tự thân nó có, nó vận hành chứ. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa thấy nhân quả, chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ. Cho nên đề nghị quý tăng ni chúng ta, nhất là chúng ta là dân tri thức học Phật, hãy biết chúng ta là thừa tự cái hạnh nghiệp của mình, thừa tự thân khẩu, và ngay cả trong ý niệm
Chỉ cái đạo Phật nè dạy kỹ chúng ta từng ý niệm nó cũng có sự tổn hại nữa. Nhiều người bên ngoài sống cái vẻ lịch sự, nhưng bên trong họ bao nhiêu là cái ác ý, tổn hại xã hội ghê gớm, giết hại bao nhiêu ý thức, giết hại biết bao nhiêu con người bởi ý thức hệ sai lầm, nhận thức sai lầm và những cái tư duy ta sai lầm. Cho nên đây, ở đây này Bồ Nha, có người làm thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại. Sau khi làm thân hành tức là cái lời nói, việc làm và ý nghĩ, nói tóm lại là vậy, không có tổn hại, thì vị này được sanh vào thế giới không có tổn hại. Trên nay mai mình chửi với người ta riết thế nào mình cũng sanh vô thế giới đó bị ta chửi lại à. Vì phải sanh vào thế giới không có tổn hại nên cảm xúc, những cảm xúc không có tổn hại. Rồi do cảm xúc, những cảm xúc không có tổn hại nên vị này cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc thọ như chư thiên Suba Kinha, tức là biến tịnh thiên. Như vậy này Bôn Nha, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh thờ các cảm xúc kích thích chúng sinh ấy. Do vậy này Bụt Nha, ta nói các chúng sinh là thừa tự hạnh nghiệp của mình. Câu rất ngắn gọn. Cho nên quý huynh đệ chúng ta sống phải biết trách nhiệm, có trách nhiệm. Đạo Phật nó có cái đạo đức trách nhiệm, ethical responsibility, có trách nhiệm đạo đức. Tự nhiên đến khi mà mốt học thì tới cái phần đạo đức học thì sư nói tới các loại hình đạo đức cho quý vị à. Cho nên á, là nếu mà chúng ta làm cái hành vi thiện lành thì chắc chắn sinh vào thế giới thiện lành thôi à. Chứ mấy cái vụ mà sau khi chết niệm Phật mấy tiếng hồ để nó mềm ra, biết rằng người đó sanh Tây Phương Tịnh Độ, không có bảo đảm. Đọc trong kinh Phật gốc này, sư không thấy Phật nói mà không đưa ra cái lý giải tại sao như thế được. Mà này khoa học người ta bắt đầu lý giải, mấy tiếng đồng hồ sau khi chết là co nó cơ cứng lại, nhưng sau mấy tiếng bắt đầu nó có sự phân hủy là mềm ra, chứ không phải nói do niệm Phật mà nó mềm đâu. Không phải do niệm Phật mà mềm đâu, mà nhiều người cứ mê tín. Dĩ nhiên cái truyền thống mà để 8 tiếng đồng hồ nó cũng xuất phát từ Tây Tạng, do rằng là cho rằng là con người chúng ta thông thường chấp ngã. Trong vòng 8 tiếng đó là cái thần thức người đó chưa được đi tái sinh, lẫn quẩn nơi đó, cho nên là cũng còn chấp thọ cái thân này là của tôi, cho nên là phải thân nhân để yên. Ở một mặt nào đó nó cũng đúng chứ không phải là không. Nhưng mà cho rằng sau khi niệm Phật để được là siêu thoát thân mềm ra, mấy cái đó không có đúng. Nhưng mà có nhiều trường hợp sau khi chết rồi các vị tôn túc tăng ni mà tu mà không biết đường đi để cho Phật tử cùng nhau kéo nhau tới niệm Phật, tu cái gì? Không, đó sư nói thật ấy. Nếu niệm Phật là với lòng là trân trọng đến hộ niệm quý mến thâu niệm một câu Phật, thế gì mình ở đó không làm gì thâu niệm danh hiệu Phật như là sự góp phần thanh tịnh cho cơ hội chúng để mà cung tiễn vị ấy thì được, chứ không phải rằng là đi góp cái câu niệm Phật của mình mà người đó mới được siêu thoát. Sư không có phủ nhận cái chuyện quý vị có lòng đến tụng kinh niệm Phật, nhưng mà cho rằng đó là cái yếu tố quyết định đi tái sinh, sự thấy nó không có phù hợp với kinh văn. Còn cái người nào mà bị lãng vãng lần lơ vơ gì đó, đừng mờ mịt nhờ các thầy đến khai thị, mà phải khai thị cái người nào phải vừa đức độ mà phải vừa có nhân duyên nữa. Không có nhân duyên không có khai thị gì đó hết á, nó có nghe đâu mà khai thị. Sống đây mình nói hoài còn không nghe được, đừng nói chết. Sự thật là khi còn sống đây nói hoài người ta chứ chắc gì nghe. Sư nói quý cô đây chắc gì nghe, sư nói các chú đây chắc gì nghe. Đó là một sự thật. Cho nên
cõi sanh thú là tùy thuộc vào hạnh nghiệp của mình, chứ không phải cõi sanh thú tùy thuộc vào công niệm Phật. Ở chỗ này nè, quý vị thấy chỗ nào tùy thuộc vào công niệm Phật không? Sanh thú là tùy thuộc vào hạnh nghiệp của mình, còn các yếu tố kia là trợ duyên, như là một sự mong muốn tốt đẹp thiện lành của người còn sống tiễn người ra đi. Chấm hết. Còn có chăng nữa, một cái hiệu quả hiệu ứng nữa là khi mà cái quả thật cái người kia ta trăn trối, ta mong muốn, ví dụ khi mà con chết mà đại đức hoàng về được ở thăm nhìn tụng cho con một thời kinh, con nghe con thanh thản ra đi. Quả thật nếu trong trường hợp đó mà mình về mà người ta chưa thoát mà họ nghe một lời kinh an ủi dỗ về thôi, thân tứ đại đến thời tan rã rồi, sắc thọ tưởng hành thức cũng ngũ uẩn cũng giả hợp, bây giờ đến thời phân liên, thần thức chỉ đem theo nghiệp thiện ác thôi, thì cư sĩ hãy thanh thản ra đi để chấp nhận một cái đời sống mới. Nhớ là phải nương vào tám bảo, nương vào thiện hữu tri thức mà tu hành, vân vân, đại khái như thế thì nó còn có tác dụng, chứ không phải nó cứ để im sắc thần tám tiếng hồ đựng đụng tại tới, tùy theo trường hợp chứ. Cho nên Phật tử do không hiểu đạo cho nên cũng làm nhiều khi chướng ngại ghê lắm thưa quý vị. Nhiều Phật tử là danh sát như các thầy, danh sát á, các thầy muốn thôi người thân quý thầy tới tụng phẩm kinh, không có cho, để chúng con phải niệm Phật cho 8 tiếng à, các thầy được vô. Mình cũng mô Phật cho rồi chứ giờ đi cãi với chúng sinh nè, đi giảng thuyết đâu nghe đâu, lúc đó mà sao giảng thuyết được. Mình cũng mô Phật thôi, mình ngồi mình chờ mấy tiếng hồ, thôi vô đặng của ông bạn mình hoặc Phật tử, mình nghĩ đến cái tình cảm ngày xưa trân quý mình thôi vô như thế. Mà nói rằng phải 8 tiếng ngồi niệm Phật à, để cho chúng con niệm Phật để đi dễ siêu thoát rồi, thâu siêu rồi đó. Rồi thâu thầy vô làm gì làm đi, hỏi siêu thoát thầy vô làm gì nữa, mất thời giờ vậy. Cho nên thầy nói như thế để quý Phật tử có cái cơ duyên mà học Phật, được đọc những bản văn này, quý vị phải suy nghĩ là Phật. Tất cả chúng ta thừa tự cái hạnh nghiệp của chúng ta, không có tùy thuộc vào đối tượng nào. Thầy đưa đi một lời tụng kinh cũng chẳng qua là trợ duyên mà thôi. Nếu mà đời sống hàng ngày nó tương như thế, đúng là đời sống thầy hàng ngày thường tụng kinh, trò thường ngày tụng kinh, hôm nay thầy con mất, thầy đến tụng cho con một phẩm kinh để con thanh thản nhẹ nhàng, con không liếng tiếc nuối tiếc gì hết. Ví dụ các thầy đọc bài Muôn Pháp Không Thường Còn, người sanh nấy có diệt, sanh tử như thủy triều, như nước lên nước xuống vậy, ô chà, giác ngộ ra. Thôi thì dĩ nhiên đọc mấy bài kệ vô thường rồi đó thì tốt quá đi chứ. Mấy bài kệ để nhắc nhở mà có lỗi gì. Cho nên đọc kinh mấy cái giai đoạn đó, đọc kinh mấy bài kệ vô thường á, để nhắc nhở cuộc sống này nó giả tạm được. Đó quý vị nhớ như thế. Thì như vậy nghiệp trắng thì tạo quả trắng, tức là tạo nghiệp lành thì tái sanh cái cõi lành, chắc chắn không cần ai cầu nguyện đâu thưa quý vị. Còn cúng 49 ngày đó là do cái truyền thống của chúng ta, như trong cái Địa Tạng đó, rồi quý vị cứ nghĩ thành cái nếp cho nó không có đúng, nó không có chân lý tuyệt đối trong đó. Ngay cả thuyết nhất thiết hữu bộ, và sau này quý vị đến học cái vị bộ tông luân luận mà nói đến mới có thân trung ấm hay không là sau này mới học. Đại chúng bộ có đâu có nói đến là có thân trung ấm đâu, rồi là Theravada đâu đến thân trung ấm đâu, một số bộ phái khác đâu nói có thân trung ấm đâu. Hóa Địa Bộ thì lúc đầu nói là không, nhưng sau nói có. Chỉ có Nhất Thiết Hữu Bộ nói rằng là cõi sắc và cõi dục và cõi sắc là có thân trung ấm. Nhưng cõi sắc làm sao có thân trung ấm thưa quý vị. Rồi nói rằng sau khi chết đã trải qua 49 ngày, không nhất thiết là 49 ngày. Có những người hàng ngàn năm chưa đi siêu thoát, tái sinh vào cái cảnh giới dữ rồi, tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ rồi. 1000 năm chứ sư nói không nói 1-2 năm, đừng nói cúng 49 ngày là ta siêu thoát đâu. Nhưng có nhiều trường hợp không cần cúng kiến hết, chết đi tái sinh của trời liền lập tức trong từng sát na. Có những chúng sinh lập tức đi vào cảnh giới địa ngục. Cái học thuyết đó không hẳn là đúng hết đâu. Thôi thì đó chừng tới hôm sau, chờ tới năm 3 năm 4 học tiếp cái phần này. Bao nhiêu lý thuyết chứ không phải 1-2 lý thuyết về vấn đề này.
Cho nên học Phật nhờ vậy quý vị, học Phật là mắt quý vị mở ra, đỡ lắm thưa quý vị. Còn giờ chúng ta làm theo cái tập tục xã hội, chúng ta cũng thuận theo cái pháp tục đế thế gian, làm cho nó yên cho nó rồi. Được, sư làm được hết á. Nhưng mà để mình lý giải vấn đề là phải có cơ sở kinh văn đường hoàng, và hiểu lý do tại sao, giống như cũng phải dựa trên kinh văn mà có tư duy khoa học. Cho nên là nghiệp trắng sau khi chết tái sinh lên cõi chư thiên. Ở đây đưa ra ví dụ như chư thiên xuất ba kinh ha là biến tịnh thiên, còn là cảnh giới sắc giới thiên, sắc giới. Tại vì có dục giới rồi có sắc giới, có nhiều cảnh giới nó tương ứng với tâm thức này mà chúng ta sinh, mà chúng ta nên tái sinh. Chứ cũng không phải dựa vào các ông phi hành gia khoa học bay lên tới cung trăng hoặc bay lên sao hỏa nói rằng lên đó không thấy gì nên không có cõi trời. Cái đó cũng là duy lý khoa học, cũng phi logic đó, rất giới hạn. Ông có thấy hết được cái vũ trụ này bao la như thế nào, bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu cảnh giới sống không? Xin lỗi cho những người nghiên cứu rừng đâu có biết gì về đại dương học đâu, biết bao nhiêu. Những người nghiên cứu vật lý chắc gì biết về không gian vũ trụ học bao nhiêu. Rất hạn chế bởi cái khả năng quan sát giác quan và những thành quả khoa học dựa trên nghiên cứu của con người cũng rất hạn chế thưa quý vị. Chứ không phải nói là những người phi hành gia bay lên trời là nghĩ rằng lên đó không có cõi trời, cũng không hẳn là đúng. Cho nên nghiệp trắng đưa đến trắng, nghiệp đen đưa đen, Đức Phật lý giải rồi. Thứ ba, thế nào là nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng? Ở đây, này Bún Nha, có người làm các thân hành có tổn hại và không tổn hại, tức là song song giữa ác và thiện, tốt xấu, mà con người chúng ta là thường vướng vào đây. 10 người chúng ta là vướng hết 7 người, sư nghĩ vậy. Sự để ý 7 người có thiện có ác, có tốt có xấu, cho nên cái hạnh phúc khổ đau cứ đan xen với nhau. Người nào thuần hạnh phúc giơ tay sư xem. Người nào chủ quan là cuộc sống con mấy mươi năm, 70 năm trong đời con sống hưởng những cảm giác lạc thọ, sung sướng, an nhàn, thoải mái như chư thiên. Không có, ít lắm. Rất ít, nếu có là rất ít thưa quý vị. Đó là những vị chư thiên bị rơi đọa như thế nào đó mà phước báo họ lớn quá, nhưng do một cái bất hạnh nghiệp nào đó mà khiến cho tái sinh vào cõi người. Mà ở cõi người này là có mồ hôi, là nước mắt, là có khổ đau, nước mắt và nụ cười cái đan xen nhau. Thưa quý vị, sư nghĩ vậy. Cho nên ở đây này Bún Nhắc, người làm các thân hành có tổn hại không tổn hại, tương tự khẩu hành cũng vậy, ý hành cũng có tổn hại và không tổn hại. Sau khi làm các thân hành có tổn hại không tổn hại, khẩu hành có tổn hại không tổn hại, ý hành có tổn hại không tổn hại, vị này được sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, như thế giới là người chúng ta đây. Vì phải sanh vào thế giới tổn hại và không tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại. Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại. Rồi có lạc thọ, khổ thọ xen lẫn, như một số là người, một số chư thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ. Ngay cả chúng sinh mà chúng sanh cái cõi ngạ quỷ Atula, có một số loại vừa nửa ngạ quỷ một nửa là Atula của thưa quý vị. Phước báu có đó nhưng hành hạ có đó. Rồi một số loại Atula, một nửa Atula và một nửa chư thiên. Chư thiên có hưởng lạc thọ đó nhưng mà cái khổ thọ nó xuất hiện. Như một số là người sanh ra trong cái cảnh giới dưới giàu sang ấy nhưng mà những bị bệnh, những ung thư. Quý vị thấy không? Sống rất sung sướng, muốn ăn được ăn, muốn uống là được uống đủ hết. Nhưng mà rồi là có những khổ thọ bức bách khác đang xen với nhau, như loài người là một trường hợp. Và Đức Phật không những nói loài người mà nói chư thiên. Chư thiên ở dục giới nó cũng vậy nữa. Phần lớn là lạc thọ, nhưng bên cạnh đó cũng có những khổ thọ đến kèm. Khi phước báu hết, bắt đầu mồ hôi ra, rồi là mà có người nghe thấy mỏi mệt, nhớ nhại vân vân, năm tướng si hao hiện. Như vậy đây nói rất rõ, như một số là người, một số chư thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Con chó chúng ta nuôi, con bét
không? Con vật cưng rất có thể là hướng nhiều cái lạc thọ, nhưng bên cạnh nó cũng có nhiều khổ thọ. Nội cái con chí nó cắn nó, con rận cắn nó là biết bao nhiêu cái khổ rồi. Và rồi mùa đông nó lạnh lẽo, nó muốn leo lên ở trên cái giường nó ngủ với người chủ. Con thấy con chó khôn á, nó cũng thích cái chỗ đó ấm êm, nhưng mà nó không được, nó cũng khổ rồi. Cho nên vừa khổ thọ vừa lạc thọ đang xen, mà loài người, loài động vật, loài ngay cả một số chư thiên cũng thế luôn. Đức Phật nói rất rõ. Như vậy này Bốn Nha, là sự sanh khởi của một chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh. Chúng sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình. Rất rõ thưa quý vị, tùy thuộc vào hành động của mình. Cho nên nhớ học xong bài học này, đừng có trách lẫn trời gần trời xa, đừng có trách cha trách mẹ sao như thế. Không trách cha chúng ta kiếp trước vô mình ngu si đen tối, không có chịu tu hành, không có biết con đường, lựa con đường sáng mà đi. Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có cửa không ai đến, địa ngục không đường lắm kẻ tìm. Chứ gì nữa, đừng có trách ai, trách chúng ta ha. Sư dạy cho nhiều khi sư bực mình này nọ đủ hết, trách sinh viên rồi. Nhưng đôi khi mình nghĩ nghiệp chúng sinh như vậy mà trách gì. Mà sự thật là chúng ta tu đến một lúc nào tâm bình đẳng, mà thấy các pháp như thế mà tâm mình không khởi lên cái niệm trách mới đúng là tu. Sư lâu lâu sư tự thấy thế, cái đó là sự thật á. Cho nên sư tu giờ đi giảng bài, giảng với sư cũng hết đi, muốn giảng pháp gì nữa. Lo tu mình không xong thôi vậy. Nha. Muốn tu mình không xong, không thật, để tâm mình sao mình nó được như thế mới là mình tu. Thôi mình tu tới đâu hay tới đó. Như vậy là cái giờ nghiệp thứ ba, loại nghiệp thứ ba, loại nghiệp thứ tư. Thế nào là nghiệp không đen trắng? Đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các ác nghiệp. Điều này là điều chúng ta cần học cái hành nghiệp thứ ba và thứ tư nè, phải không? Ở đây này Bốn Nha, đúng là chúng ta học cái nghiệp thứ hai thôi, làm các nghiệp trắng đưa đến quả trắng thôi. Giờ thứ tư là nghiệp không đen trắng luôn, đưa đến quả báo không đen trắng, nghĩa là vượt lên trên cái thiện ác, cái tốt xấu. Cái này chúng ta mới hiểu cái khái niệm chân như, chúng ta mới hiểu khái niệm trong sạch, vượt cái nhị biên đối đãi. Ở đây này Bốn Nha, chỗ nào có ý chí mở ngược đơn, ý chí là gì? Chetana chấm hai chấm, tư tâm sở. Quý vị phải lưu ý chữ này, chữ Chetana là tư tâm sở, được dịch là động cơ, được dịch là chủ ý. Quý vị nhớ cái chữ này á, buộc phải học cái chữ này. Mai mốt đi lên tới cái môn đạo đức học của sư kỳ năm đây, cũng sẽ học lại khái niệm Chetana với Manasikara nữa, thuộc trạng thái tâm lý. Chetana ha, Cetana, Chetana. Không sao, đi mai quý vị về tự ghi đi, mốt về nhà đọc lại, nghe file lại, in cái bài ra, nghe lại cái file, chịu khó học lại một lần nữa cho nên nhớ. Đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen. Chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, chỗ nào ý chí đoạn trừ nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. Như vậy ý chí là sức mạnh, là phương tiện để đoạn trừ các nghiệp thiện ác và vượt lên trên thiện ác. Chứ tu đâu phải dựa vào ý chí này chứ, nhưng mà cũng phải từ Chetana chứ, từ đâu ra? Phải sử dụng ý chí, động cơ, tư tâm sở này để đoạn trừ. Ở đây này Bốn Nha, chỗ nào ý chí như vậy, này Bốn Nha, được gọi là nghiệp không đen trắng đưa đến quả báo không đen trắng. Ví dụ khi quý vị tu, tất cả các khi các pháp tu quý vị đều sử dụng ý chí, nghị lực để vận dụng pháp môn vào ở trong đời sống hết. Ngay khi cái tâm quý vị nó loạn động, quý vị kiềm hãm nó lại, không cho nó trượt dài ở trong cái sự vọng loạn đó. Cái đó cũng phải nhờ Chetana. Trong khi quý vị dùng một thiện pháp để đè nén khống chế một ác pháp, cũng phải nhờ một cái Chetana. Trong khi quý vị giữ cái tâm trong sạch, trong sạch, trong sáng hoàn toàn, để thấy rõ cái ác bất thiện pháp đương sức, đương sanh khởi,
thì quý vị vẫn phải có Chetana. Cho nên ý chí quan trọng lắm. Chúng ta học chút xíu này cho hết bài. Ở đây này Bún Nha, chỗ nào có ý chí như vậy, này Bún Nha, được gọi là nghiệp không đen trắng, đưa đến quả báo không đen trắng. Nghiệp đưa đến sự đoạn tận cái ác nghiệp. Cho nên quá trình quý vị tu là quý vị tu phải chuyển nghiệp, tu phải đoạn nghiệp, tu phải trừ nghiệp. Những nghiệp bất thiện chúng ta phải đoạn chứ. Mà nghe chạy cái nghiệp mà thiện theo thói quen, chúng ta phải vượt lên trên đó nữa. Tâm chúng ta phải xả ly, buông xả, không dính mắc về đó. À, cái này là pháp tu á. Khi được nói vậy, Bún Nha của Lý Gia Bút Ta hành trì hạnh con bò. Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì bị quan ngã xuống. Đoạn này thì sư thấy cảm giác giống như là một cái khuôn mẫu của người xưa hay tán thán Đức Phật. Như những gì bị quan ngã xuống rồi phơi bề, tức là dựng đứng lại những gì bị quan ngã, rồi phơi bề ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp là được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy Thế Tôn, quy pháp và quy chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ từ nay trở đi cho đến mạng chung. Con trọn đầu quy ngưỡng. Còn lõ thể Seneya hành trì hạnh con chó và Thế Tôn, ông cũng nói như thế, nhưng mà ông xin được xuất gia. Hai ông, mỗi ông cũng mỗi kiểu à. Ông thì muốn giữ làm hành cư sĩ, còn cái ông hành trì hạnh con chó này thì xin được xuất gia. Đức Phật nói muốn xuất gia thì truyền thống Đức Phật là phải cho ngồi trú 4 tháng để xem thử thách, thử có sự quyết tâm thay đổi cái nếp sống, hành vi, cử chỉ, nếp nghĩ hay không. Thì dồn đó là mượn cái danh là theo tu sĩ đệ tử Gotama, nhưng mà hành trì pháp ngoại đạo. Đức Phật đâu cho, hạt tăng đoàn đâu cho. Quý vị thấy ngày xưa như vậy. Cho nên ngày nay cho các chú mà mới đi vô tu phải thời gian làm tập sự 3 tháng, 6 tháng là đúng á. Ngày xưa thì những người mà chân chánh xuất gia vô thọ làm tỳ khu liền à. Bởi vì lúc bây giờ Đức Phật quán chiếu được cái căn cơ. Còn giờ mình đâu đủ khả năng quán chiếu, nên phải cho ông tập thử được mà 3 tháng, 6 tháng ông có ăn chịu với nếp sống thiền môn hay không, rồi mới cho xuất gia. Cho nên trong trường hợp mới cho 4 tháng biệt trú thì ông mới thưa rằng giá như cho 4 năm ông cũng chịu luôn. Giá như mà cho 4 năm thì con cũng sẽ xin là sống 4 năm như thế, sống biệt trú ở riêng để các vị là theo dõi, thấy rằng là cái nếp sống mình đã dứt khoát từ bỏ cái nếp sống. Chứ bây giờ nếp sống quý vị, nếp sống con chó, bây giờ vô trong chùa mà cũng đi hai chân hai tay trước chống xuống, rồi sủa gâu gâu ban đêm, ban ngày thì ngủ ban đêm mà canh rồi gâu gâu vậy sao được. Ví dụ vậy đi. Cho nên là ông mới xin rằng là xin cho xuất gia. Nhưng mà giả như Đức Thế Tôn bảo rằng là 4 năm cũng được nữa, thì dĩ nhiên là sau đó Đức Thế Tôn và đại chúng chân xuất gia. Rồi sau chẳng bao lâu được thọ đại giới. Thọ giới không bao lâu, tôn giả Seneya sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Mấy yếu tố này quan trọng lắm. Phải sống an tịnh thưa quý vị. Cho nên là một lúc nào quý vị cũng phải bỏ đi cái nơi phố hội ồn ào, phố thị ồn ào, rồi để rồi tìm cái chỗ nào nó thanh vắng để tâm mình nó lắng xuống thưa quý vị. Rồi không có phóng dật nữa. Bây giờ này chúng ta phóng dật liên tục, điện thoại cứ kéo qua coi hoài à, tivi coi suốt ngày à, không thiệt. Rồi phải nhiệt tâm vì đạo pháp nữa, chứ không phải tâm chúng ta sống vì đạo pháp. Chúng ta có trái tim vàng, có trái tim là nhiệt huyết trong đó, chứ không phải chúng ta sống lơ đãng sao sao rồi để chúng sống say chết mộng vậy. Cho nên phải nhiệt tâm, tinh cần, là siêng năng, nỗ lực tu hành. Chứ không phải là cái người tu, tuy là ta không có vướng sự đời, nhưng mà ta lo giải thoát, ta canh phòng cái tâm của ta từng phút từng giây. Và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến đó là vô thượng phạm hạnh. Ngay trong hiện tại tự mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt vạn trụ. Vì ai biết, biết cái gì? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã
đã làm, sau đời này sẽ không còn đời sống khác nữa. Và tôn giả Sinaya trở thành một vị A-la-hán trong gia pháp Phật. Cho nên là bài kinh này rất là có hậu ha. Bài kinh nó rất dễ hiểu và rất là có hậu, có kết cục rất là tốt đẹp về hai tôn giả. Một ông thì xin trọn đời làm cư sĩ quy ngưỡng Tam Bảo, một ông thì xuất gia và chẳng bao lâu chứng đắc được thánh quả A-la-hán, rất mỹ mãn tốt đẹp. Thôi thì chúc quý vị trong tương lai cũng trở thành những vị A-la-hán. Chúng ta nghĩ rồi, chúng ta nghĩ vậy nào, 15-20 phút gì rồi chúng ta vô học lại.